Máy bơm này cho anh em lựa chọn cho nhà vườn nhá. 2 HP. 2 HP này. 1 phút được 600 lít. Ok chưa? Dòng chảy là 9.4 A này. Để cao tối đa là 22 m này, mức sâu được 7 m. Lưu lượng nó cực khủng, rồi hồng vào thì 34, hồng vào là 60, hồng ra 60. Cái này chuyên dành cho nhà vườn ha, dòng này bảo hành được 24 tháng. Còn 2 năm giá cực kỳ rẻ cho mọi người nếu mà mua qua mình ha. Ok, đây thì mới chăm chăm nha. Cánh của nó được làm bằng đồng thau. Siêu bền. Đó. Ok. Cánh của nó ha. Dòng này thì mọi người có nhu cầu á, nhà vườn á, xài dòng này hút đẩy lưu lượng khỏe hoặc là hút đo tôm đấy thì dòng này là quá tuyệt vời. Anh em cần có nhu cầu cứ liên hệ ha. Còn đây có bơm chì 1,5.